xin mến chào cô bác anh chị và các bạn thân mến. Thưa quý vị, sở dĩ mà đầu video ngày hôm nay, Thái Võ muốn đưa một cái lưu ý cảnh báo cho cô bác anh chị mình thấy. Vì là dạo thời gian gần đây thì đang có một số người quý vị nha, không biết là từ đâu, họ đã tạo ra những cái trang diễn đàn không có rõ nguồn gốc ở trên Facebook nhằm là lợi dụng và copy những cái video trên kênh của Thái Võ Canada và phát lại trên cái trang Facebook của họ. Và sở dĩ mà Thái Võ muốn lưu ý đến tất cả cô bác anh chị mình đây là nếu như mà chúng ta, những ai mà chúng ta phát hiện được những cái trang trên Facebook đó thì đó không phải là cái trang của Thái Võ quý vị nha. Và Thái Võ sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ cái sự lừa đảo nào nếu như mà nó không may nó xảy ra. Vì là họ lấy cắp video cả là cái phần hình ảnh và cái phần giọng nói của Thái Võ. Nhưng mà quý vị biết là với cái kỹ thuật công nghệ hiện nay thì nó khá là tinh vi, cũng như là nó khá là hiện đại và chiêu trò. Thái Võ thí dụ, nhiều khi mà họ lấy cái giọng nói của Thái Võ đây, rồi ở giữa video họ cắt ngang, họ chèn vô một cái giọng nói cũng y chang na ná như là cái giọng của Thái Võ luôn. Rồi chẳng may họ kêu gọi những cái thông tin quyên góp từ thiện hoặc là những cái chuyện gì mà nó sai trái, thì vô tình điều đó thì có thể sẽ ảnh hưởng và liên lụy đến cá nhân Thái Võ, cũng như là sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cô bác anh chị mình đây. Vì trước giờ thì Thái Võ chưa có bao giờ mà kêu gọi ủng hộ từ thiện, hoặc là từ trước đến nay thì như cô bác anh chị mình biết, và sẵn đây thì Thái Võ cũng lưu ý cho những quý vị khác có thể được biết luôn, là Thái Võ chỉ có duy nhất một cái kênh YouTube Thái Võ Canada này đang hoạt động, và một cái tài khoản trên Facebook tên chính chủ của Thái Võ luôn. Ảnh đại diện là cái ảnh mà Thái Võ đang mặc cái áo màu đen đó quý vị. Quý vị mình chú ý quý vị nha. Và thêm một cái vấn đề nữa cũng cần phải lưu ý thêm, bà con mình cũng cần phải lưu ý thêm, Thái Võ muốn cân nhắc cho tất cả. Ngày nay thì với những cái sự lừa đảo, nó bất chấp mọi cái thủ đoạn, đối với những cái trang thông tin cũng như là những cái nguồn thông tin mà nó không chính chủ, thì khi mà mình bấm vào một cái đường dẫn nào đó thì rất là có thể là nó sẽ có nguy cơ tấn công cái tài khoản mà mình đang sử dụng, lẫn là nó có thể là sẽ có những cái bẫy mà để người ta lấy cắp cái thông tin từ cái tài khoản Facebook của mình hoặc là những cái tài khoản mạng xã hội khác của mình. Và cũng có khả năng xác suất nếu như mà mình truy cập vào một cái trang nào đó mà nó không có rõ nguồn gốc thì cũng có khả năng là cái đường dẫn đó nó sẽ mở khóa được cái mật khẩu tài khoản của mình, cũng như là có thể là nó sẽ hack cái nick của mình. Thì Thái Võ cũng xin lưu ý cho cô bác anh chị mình được biết, hiện tại thì có những cái trang giả mạo đó, cũng như là trên Google dạo thời gian gần đây thì cũng xuất hiện những cái trang như là làm visa du học đó quý vị, làm những cái visa lao động định cư Mỹ, định cư Canada, người ta lợi dụng cái hình ảnh của Thái Võ và cái tiếng nói của Thái Võ để mà vụ lợi những cái điều đó. Mà Thái Võ không phải là người mà làm ra những cái đó nha quý vị. Quý vị mình khi mà thấy thì mình cũng hết sức lưu ý. Và hiện tại thì ở phía của Thái Võ thì cũng đang làm việc với bên Facebook để mà Thái Võ nhờ người ta hỗ trợ và dùng cái thuật toán để mà quét kiểm tra, gỡ bỏ những video đó. Đó là những gì mà Thái Võ muốn cân nhắc cho tất cả bà con, cô bác, anh chị là khán giả của Thái Võ đây. Thái Võ chỉ có một cái tài khoản Facebook duy nhất mang tên chính chủ là Thái Võ. Còn cái tài khoản kênh YouTube thì tên kênh là kênh Thái Võ Canada, tức là cái kênh mà quý vị mình đang xem quý vị nha. Và thưa quý vị, thì trở lại với cái tình hình tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày hôm nay, ngày 9 tháng 3 năm 2023. Và trước màn hình thì trong buổi trưa ngày hôm nay thì cũng có một số cái chuyến bay đã vừa hạ cánh, và cái lượng người nhập cảnh thì cũng tương đối thôi, cũng không có đông đúc cho lắm quý vị. Trước đây thì Thái Võ thường hay chia sẻ những cái thông tin về cái chuyện là mang tiền mặt về Việt Nam. Thì nói chung là hiện giờ thì cũng không có gì thay đổi cả. Cô bác anh chị mình được mang tối đa là dưới 5.000 đô la vào Việt Nam. Tuy nhiên thì khi mà mình mang nhiều hơn thì chắc chắn là quý vị sẽ phải khai báo quý vị nha. Thưa cô bác anh chị và các bạn, ngày hôm nay thì cũng có khá là nhiều cái thông tin mà Thái Võ cần chia sẻ cho quý vị mình được biết. Bây giờ thì mình sẽ nói từ cái trước quý vị. Đầu tiên thì có lẽ là cái thông tin là về việc kiến nghị miễn visa cho khách quốc tế. Tuy nhiên thì cái chuyện này nó ra sao và cái nội dung nó bao gồm những cái vấn đề gì thì mời cô bác anh chị chúng ta có thể cùng lắng nghe. Theo đó thì đây là một cái thông tin về việc kiến nghị miễn visa cho khách quốc tế để mà khôi phục hàng không và du lịch. Các doanh nghiệp hàng không và du lịch trong nước mong muốn chính phủ có chính sách thị thực visa với khách du lịch quốc tế cởi mở hơn, đề xuất là miễn visa du lịch từ 15 ngày lên 30 ngày như hiện nay. Tại cái buổi tọa đàm khơi thông cơ chế thị trường tiếp xúc hàng không do Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam VABA tổ chức mới đây, đại diện các doanh nghiệp hàng không và du lịch cho rằng các hãng bay vẫn tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn thách thức và tiếp tục nhận cái sự hỗ trợ của nhà nước. Trong đó thì có kiến nghị tăng cái giá trần giá vé máy bay nội địa
tiến tới bỏ khung giá này trong luật và mong muốn chính phủ là có cái chính sách thị thực visa với khách du lịch quốc tế cởi mở hơn. Và theo đó thì thưa quý vị, thì trong cái buổi tọa đàm thì đại diện hãng bay Bamboo Airways cũng đồng tình với cái đề xuất này. Trước tiên thì nhà nước nên gỡ cái chính sách visa cho khách quốc tế, khách du lịch quốc tế, như là kéo dài thời gian miễn visa du lịch từ 15 ngày lên 30 ngày, mở rộng thêm quốc gia được áp dụng chính sách này. Thưa quý vị, thì nói chung đó là cái thông tin thứ nhất ngày hôm nay thì cũng tương đối là ngắn gọn và cô bác anh chị mình chúng ta cũng có thể dễ dàng nắm bắt cũng như là mình có thể dễ hiểu. Vì đó cũng chỉ là cái kiến nghị và cái đề xuất thôi. Hiện tại thì đó cũng chỉ như là kiểu như là mới trình lên chính phủ đó quý vị, chứ chưa có được chấp thuận. Hiện nay thì có thể nói là cô bác anh chị mình trước đây chúng ta về nước nhập cảnh ra sao thì hiện giờ thì mình cũng vẫn nhập cảnh bình thường như là ngày xưa quý vị nha. Khác một điều là vì là còn khá là nhiều quý vị còn hiểu lầm là mình được mang 10.000 đô la vào Việt Nam. Cái này là vẫn còn nhiều cô bác anh chị mình hiểu lầm lắm quý vị. Cái này thì nói chung là trước đây thì chưa có những cái kênh mà chia sẻ về cái luật nhập cảnh đó quý vị. Thì đó cũng chỉ là họ truyền miệng nhau, họ nói như vậy thôi. Cũng như là ngày xưa chính Thái Võ đây, Thái Võ về Việt Nam mang 10.000 Canada về Việt Nam. Nhưng mà thực tế là quý vị có biết là chúng ta đã làm sai hoàn toàn hay không ạ? Vì là luật đưa ra từ năm 2011 là quy định người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam là chỉ được mang tối đa là 5.000 đô la Mỹ thôi. Cũng như là khi mà mình xuất cảnh ra khỏi Việt Nam thì mình cũng chỉ được mang 5.000 đô la xuất cảnh ra khỏi Việt Nam hoặc là thêm 15 triệu đồng tiền Việt Nam nữa. Và chắc chắn là sẽ có một số quý vị mình nghe cái thông tin này thì mình cũng cho là mấy hôm trước thì tôi có về Việt Nam, 1-2 tháng trước thì tôi có về Việt Nam ăn Tết. Tôi có đem 10.000 đô la hoặc là hơn cái con số đó nữa. Nhưng mà tôi cũng đâu có thấy ai nói gì đâu. Và đúng là thực tế là như thế này đây. Thái Võ chia sẻ theo cái luật nha quý vị. Thái Võ không có biết là quý vị mình mang bao nhiêu. Tuy nhiên thì có thể khẳng định mang nhiều hơn 5.000 đô la mà quý vị mình không khai báo, tức là quý vị đã vi phạm về cái luật nhập cảnh, về cái quy định là mang tiền mặt. Cái chuyện này thì nếu mà mình chót lọt thì không có gì để nói. Tuy nhiên thì nếu mà mình bị phát hiện thì có khả năng là quý vị sẽ bị phạt. Điều đó thì trong cái bộ luật thì nó có quy định hẳn hoi hết. Nhưng mà nếu mà quý vị nào mình mang nhiều hơn 5.000 đô la mà mình có khai báo thì sẽ không có cái vấn đề gì. Có thể là họ cũng sẽ hoan nghênh mình thôi. Hoặc là nếu mà họ khó dễ mình về cái chuyện đó, nếu mà mình cũng có khai báo nha mà họ vẫn khó dễ mình thì chắc là quý vị mình cũng nên biết là mình cần phải làm gì rồi, có phải không ạ? Và thưa quý vị, thì trước màn hình thì cô bác anh chị mình có thể thấy đây là cái khu vực mà người thân có thể nhìn xuyên qua cái lớp kính đó quý vị, để mà nhìn thấy thân nhân của mình lấy hành lý ở bên trong mà đi ra. Đôi khi thì thật ra thì cái cảm giác mà nhìn thấy người thân của mình đi ra ở phía bên trong thì mình cũng vui vui quý vị ha. Ngày hôm nay thì phải nói là ở phía trước cái sảnh đến đó quý vị thì mình thấy vắng đúng không ạ? Tuy nhiên thì khi mà mình đi lên ở trên này, mình nhìn xuống thì mình thấy quá trời quá đất là hành lý luôn nè quý vị. Do đâu ạ? Do đâu mà cái hành lý nó ra trước thì quá là nhiều mà người đi ra thì lác đác. Nói chung thì cái viễn cảnh này thì lúc nào cũng vậy hết. Cô bác anh chị mình có thể nhìn thấy là hành lý nằm tùm lum ở trên sàn nhà hết. Người đi ra thì thỉnh thoảng thì có người, thỉnh thoảng thì có người. Thật ra thì Thái Võ cũng biết là kênh của mình thì không có được nhiều người xem bằng những cái kênh khác. Có lẽ là Thái Võ thường hay chia sẻ những cái câu chuyện về tình cảm gia đình. Mà Thái Võ nói đi nói lại hoài thì người ta cũng chán lắm. Cộng với việc là video thì Thái Võ thường hay chèn ghép vào thì đó lại là những clip cũ. Thái Võ biết chứ. Như Thái Võ vẫn thường hay tâm tình là không phải lúc nào Thái Võ cũng có cái thời gian để mà Thái Võ đi ra phi trường Tân Sơn Nhất để mà cập nhật cho cô bác anh chị mình xem. Thái Võ cũng đã cố gắng hết mức có thể. Tuy nhiên thì không hiểu sao là khi mà nhiều cô bác anh chị họ nghe được những cái câu chuyện của Thái Võ kể thì họ cảm thấy là sao mà những cái câu chuyện đó nó đúng quá, nó giống với cái tâm trạng và cái hoàn cảnh của họ quá. Cho nên là cũng có nhiều cô bác anh chị cũng cần được muốn nghe nhiều hơn nữa. Bên cạnh đó thì cũng có khá là nhiều quý vị cũng đã có gửi email về, thậm chí là phone cho Thái Võ nhờ Thái Võ chia sẻ và kể cái câu chuyện, cái nỗi lòng của họ. Thì thử hỏi là làm sao mà Thái Võ không kể và không chia sẻ cho được quý vị. Mà khi kể ra thì chẳng lẽ nào lại đem hình ảnh của chính chủ nhân của cái câu chuyện đó để mà đưa lên. Làm vậy thì nói chung ra thì nó không phù hợp chút nào.
Vì là tên tuổi thì đôi khi là họ còn muốn giấu nữa, huống chi là mặt mũi của người ta. Những chuyện buồn gia đình thì họ có thể chia sẻ tâm tình cho mình. Nhưng mà ai lại cho phép mình công bố cái danh tính cũng như là đưa mặt mũi của người ta lên. Vì vậy là có lẽ là những clip cũ, câu chuyện mới thì Thảo Quả cũng kính mong là quý vị có thể thương mến, ủng hộ và lắng nghe nhiều hơn. Và nếu như mà quý vị cảm thấy những cái hình ảnh trong video chán quá thì quý vị cũng có thể mở lên để mà mình nghe trong cái lúc mình làm việc, hoặc là mình nghe trước khi ngủ cũng được. Hoặc là nếu mà mình không còn cái cảm xúc để mà mình lắng nghe những cái câu chuyện đó nữa thì mình cũng có thể bỏ qua. Và Thái Võ cũng nghĩ là có nhiều người thì họ cũng chưa có dịp để mà được nghe những cái câu chuyện đó đâu quý vị. Quý vị mình cũng có thể thông cảm cho họ quý vị nha. Và thưa quý vị, cô bác, anh chị và các bạn, trước màn hình thì ở đây là lầu 3 tại phi trường Tân Sơn Nhất. Có lẽ là nơi này thì cũng không có còn xa lạ gì. Đây là cái nơi mà cô bác anh chị mình hàng năm, chúng ta sau cái khoảng thời gian mà mình ở Việt Nam, mình phải tạm xa nhau, tạm xa và chia tay nhau, xa gia đình của mình và đi vào bên trong đây để mà chuyên cơ đưa mình quay trở lại nước mà mình sống. Tại cái ga đi quốc tế ngày hôm nay thì có thể nhận thấy là cũng chưa có hẳn là đông so với những cái chuyến bay đêm thưa quý vị. Và sẵn đây thì nói đến cái chuyện quay trở về nước mà mình sống, thì Thái Võ cũng có một cái thông tin thứ hai muốn gửi đến cho cô bác anh chị mình được biết. Đó là về cái chuyện mới đây nhất thì nhà nước Việt Nam đã vừa trục xuất một người Trung Quốc ra khỏi đất nước Việt Nam. Và thưa quý vị, thì theo cái thông tin thì người này đã vi phạm về quy định xuất nhập cảnh thưa quý vị. Anh này tên là Chan Jin Chong, sinh năm 1988, có quốc tịch Trung Quốc. Và theo cái thông tin cho biết, chuyện là trước đó thì ảnh được công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Vũ Xuyên bảo lãnh sang Việt Nam với cái mục đích là làm việc cho cái công ty này. Tuy nhiên thì sau khi mà ảnh sang Việt Nam thì anh ấy lại không làm việc cho cái công ty đó. Ảnh đã trốn khỏi công ty và đi vào làm việc tại một cái cơ sở lưu trú khác tại thành phố Đà Lạt của tỉnh Lâm Đồng. Và hậu quả là sau đó thì ảnh đã bị cơ quan chức năng bắt giữ, phạt tiền và trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam. Quý vị thấy không ạ? Phải nói là cái việc là vi phạm hợp đồng của công ty thôi là mình đã không được rồi. Đằng này là công ty người ta đã bảo lãnh mình qua để mà làm việc cho cái công ty đó mà còn dám bỏ trốn và đi làm việc cho một cái chỗ khác nữa. Và cái chuyện này thì nó cũng không còn xa lạ gì đối với những nước phương Tây, nhất là những nước như là Canada, Đài Loan, Nhật Bản. Ở Canada thì cũng có nha quý vị, tuy nhiên thì ít thôi chứ không có nhiều. Thì cái tình huống nó lại khác so với cái việc mà anh này sang Việt Nam, anh bỏ trốn và đi làm một cái công ty khác. Thì cái chuyện mà đi du lịch Canada, đi lao động Canada, trốn ở lại đó thì nó có cũng kha khá đó. Rồi đến khi mà những người đó họ hết hợp đồng lao động hoặc là hết hạn visa du lịch thì họ trốn biệt tâm luôn. Vì là họ muốn ở lại đó để mà sinh sống, cũng như là muốn có cái việc làm tại đó để mà nó có nhiều tiền hơn so với khi mà họ về Việt Nam. Và nói chung thì trước sau gì thì những người đó thì cũng bị bắt thôi. Vấn đề là chúng ta có thể nhận định là một cái con sâu thì đôi khi là làm sầu cả cái nồi canh. Đó cũng là cái lý do mà tại sao mà khi mà mình cầm cái cuốn hộ chiếu Việt Nam mà mình xin visa để mà mình đi du lịch các nước như là Mỹ, Canada, hoặc là xin visa du lịch Hàn Quốc, vân vân và vân vân, thì cái tỷ lệ đậu visa rất là thấp. Dường như là passport trắng, tức là người mà chưa từng đi nước nào đó quý vị, chưa từng đi du lịch nước nào đó, thì khi mà xin visa để mà đi du lịch, cầm cái cuốn passport Việt Nam mà chưa có đi nước nào hết, mà bây giờ muốn đi Hàn Quốc, xin visa Hàn Quốc, thì cái tỷ lệ rớt là 99% luôn. Quý vị thấy đó, thật sự là cũng còn đâu đó những cái trường hợp cá biệt, họ bất chấp cả cái chuyện vi phạm pháp luật để mà họ có mưu cầu được sống và làm việc tại một cái đất nước khác nhằm cái mục đích là đổi đời. Có lẽ là những cái câu chuyện về cái chuyện đổi đời, bất chấp thủ đoạn và hậu quả mà họ phải gánh lấy, thì thôi, Thái Võ sẽ hẹn quý vị sang một video sau. Thái Võ sẽ tâm tình những cái câu chuyện thực tế từ những gì mà Thái Võ được biết, kể cho cô bác anh chị mình được nghe. Đến đây thì cũng không biết nói gì hơn, xin được khép lại video. Nếu quý vị nhận thấy thông tin ngày hôm nay mà Thái Võ chia sẻ là hữu ích, quý vị có thể ủng hộ cho Thái Võ một like cũng như là một lượt subscribe, đăng ký kênh. Cần thiết thì như thường lệ, quý vị có thể share video này cho nhiều người khác có thể được biết đến. Cuối cùng, Thái Võ xin cảm ơn và cảm tạ tất cả quý vị đã luôn quan tâm, yêu mến, ủng hộ và lắng nghe hết thông tin. Thái Võ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả bà con, cô bác, anh chị mình ở những thông tin kế tiếp.